trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Xin kính chào tất cả quý vị. Quý vị ơi, quý vị có biết không, sức sống mà chương trình đã có được đó chính là nhờ sự tin tưởng và tin yêu của tất cả quý vị khi mà quý vị gửi những thư từ đóng góp, ý kiến hay là yêu cầu món ăn vào cho chương trình đấy ạ. Và không biết là ngày hôm nay chúng ta đã có yêu cầu nào đặc biệt chưa hả anh? Có chứ em, rồi đây để em đưa em xem nha. Dạ. Đây là anh vừa nhận được một email của một vị khán giả yêu cầu chương trình chúng ta hướng dẫn một món ăn ngon. Mà thôi em đọc giùm anh đi. Dạ rồi, để Kim Thảo cùng với đầu bếp Thanh Vũ chia sẻ email này cho quý vị khán giả nghe nha. Kính gửi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, thời tiết độ này hơi nóng nực, gia đình tôi thỉnh thoảng muốn đổi món cho dễ ăn. Thay vì ăn cơm thì có thể ăn bún, mì, ăn kèm với một món ăn nào đó lạ miệng cho đỡ ngán. Mà nói thật là quanh quẩn cũng chỉ có mấy món thôi, tôi chưa tìm ra món ăn nào thật là lạ mà ngon. Món Ngon Mỗi Ngày hãy giúp tôi nha. Nhân cái yêu cầu của vị khán giả này thì anh sẽ hướng dẫn một món ăn quen nhưng mà cũng lạ lạ miệng một tí xíu. Và đó là món ăn gì vậy anh, bật mí luôn đi. Và món ăn của ta cũng có tên cũng rất là đẹp các bạn à. Đó là món chả cá kho vân trứng. Thưa các bạn, nguyên liệu để làm món chả cá kho vân trứng thì rất là đơn giản các bạn à. Chúng ta chỉ cần có 200g chả cá ba sa, 2 trái cà chua, hành lá, ngò rí, hành tím cắt lát, trứng gà, dầu điều, sa tế tôm, một số gia vị thông thường và mayonnaise aji mayo. Đây là chả cá ba sa thì anh mua sẵn ở ngoài siêu thị. Ở siêu thị này cũng có hết và về anh cho vô dĩa anh ra thành những miếng chả như vậy. Dạ. Và dùng miếng lá chuối nữa các bạn và thoa ít dầu bên dưới để chúng ta chả cá được không bị dính. Cà chua chúng ta nên chọn trái chín đỏ nha các bạn. Cà chua chúng ta bằm nhuyễn. Đây, trời đây. Hành ngò này chúng ta cắt nhỏ. Ngò rí anh cũng cắt nhỏ luôn. Vậy là đã sơ chế hết các nguyên liệu của mình rồi. Bây giờ mình sẽ làm gì đầu tiên hả anh? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chiên cái miếng chả cá này trước. Anh bắt đầy một cái chảo dầu. Để cho dầu nóng nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ cho miếng chả cá này vào. Chúng ta chiên. Anh thấy miếng chả cá chúng ta bắt đầu phồng lên như này nha. Dạ. Đây trở lại như này. Đã hơi vàng vàng hơi rồi. Hơi vàng một xíu ha. Anh chiên cái bên kia cho nó phồng nó vàng luôn. Chúng ta chiên và thấy miếng chả có màu vàng nâu như vậy là được nha các bạn. Chả cá sau khi chúng ta chiên xong như vậy rồi thì có một điều quý vị hãy nên lưu ý là chúng ta phải nên để miếng chả này vô trong tủ lạnh. Khi chúng ta cắt như vậy, những cái miếng chả chúng ta cắt xong mới được sắc cạnh, mới đẹp. Thì ra là như vậy. Là chúng ta không bị mất nước ngọt của miếng chả các bạn ạ. Quý vị khán giả ơi, chúng ta nhớ là sau khi mà chiên chả cá xong thì chúng ta sẽ cất vào trong tủ lạnh để khi mà cắt á, thì miếng chả cá của chúng ta sẽ được đẹp và sắc cạnh hơn nha quý vị. Trong khi chờ cho miếng chả cá chúng ta được nguội thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm sốt cà chua. Đây là trứng gà ha, mình sẽ đập ra như vậy. Anh dùng đũa anh đánh cho tan lên. Như vậy là được rồi nha. Thưa các bạn, trứng gà chúng ta không nên đánh bong nổi lên. Chúng ta chỉ vừa đánh tan như vậy thôi. Để như vậy khi chúng ta cho vào sốt thì chúng ta còn tạo được những cái vân trứng màu trắng và màu vàng, trông sẽ rất là đẹp mắt. Bây giờ thì anh sẽ bắt lên cái chảo, anh sẽ bắt đầu xào sốt. Chúng ta sẽ cho ít dầu điều vào như vậy. Chúng ta phi thơm hành tím cắt lát. Rồi chúng ta xào cho thơm lên nha. Đây anh cho cái chua chúng ta bằm nhuyễn như vậy nha. Là sốc nhanh qua rồi. Dạ. Rồi ở đây chúng ta sẽ cho tiếp nửa chút nước vào. Dạ. Anh sẽ nêm tiếp vào trong đây nha. 1/3 muỗng cà phê bột ngọt nè. 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon nè. Khoảng 1 muỗng rưỡi cà phê đường. Khoảng 1/3 muỗng cà phê muối. Nếu các bạn muốn cay, cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê sa tế tôm. Và bây giờ sẽ lấy cái miếng chả cá cắt những miếng vừa ăn. Bây giờ sẽ cho chả cá này vào trong anh kho luôn. Rồi bây giờ sẽ đảo đều lên như vậy. Anh Vũ ơi, em thấy là chả cá nó đã thấm cái màu đẹp của cà chua rồi đó. Anh sẽ cho vào đây khoảng chừng nửa muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo. Như vậy. Các bạn lưu ý để tạo vân trứng thì chúng ta phải cho từ từ trứng vào và chúng ta khuấy đều nhẹ như vậy. Quý vị ơi, hãy cùng ghi nhớ lại với Kim Thảo nha, là muốn tạo vân trứng cho đẹp thì chúng ta sẽ cho trứng từ từ vào và đánh đều tay lên nha quý vị. Bắt đầu anh thấy có những cái vân trứng rồi đó. Cuối cùng anh sẽ cho hành lá và ngò rí vào. Rồi chả cá chúng ta kho như vậy là được rồi nha. Đây anh sẽ cho miếng sốt lên đây. Cho một lớp sốt bên dưới. Đúng rồi. Rồi anh cho từ miếng chả lên như vậy nha. Dạ. Xong rồi xếp chả lên trên đúng không anh?
Anh cho cái lá xà lách vào nha. Dạ. Rồi, bên đây một cái hoa ớt, thêm một ít cái lá ngò rỉ ha, mình rải xung quanh. Dạ. Đây, anh đã chuẩn bị sẵn bánh mì nha các bạn. Chúng ta có thể dùng giữa bánh mì hoặc là cơm trắng cũng được. Anh sẽ gắp cho em một miếng chả nhỏ thôi nha. Dạ, em cảm ơn anh Vũ. Ồ, miếng chả cá nhìn rất là hấp dẫn luôn. Anh ơi, chả cá nó có một cái độ dai rất là ngon luôn á. Rồi kết hợp với sốt, sốt là gồm có trứng gà nè, có cà chua nè, đặc biệt là có mayonnaise aji mayo. Những cái nguyên liệu này đã kết hợp với nhau tạo nên một cái vị chua chua ngọt ngọt, thanh thanh, béo béo, rất là ngon. Và đến đây thì thời lượng của Món Ngon Mỗi Ngày cũng đã sắp khép lại rồi. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ liên hệ với chúng tôi theo ba cách thức quen thuộc, đó là gửi thư đến hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083-823-7557, và truy cập vào trang web mongonmoingay.com mỗi ngày để chúng ta có thể cập nhật những món ăn thật là ngon, thật là mới lạ và bổ dưỡng dành tặng cho tất cả các thành viên trong gia đình của mình, hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trong kết của chương trình. Và đến đây thì đầu bếp Thanh Vũ cùng với Kim Thảo sẽ được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị, và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.